Nhưng bây giờ sau này em địch cái gì mình họ hỏi gì ai dưới đó vậy? Nguyên hôi nát. Cái gì hôi nát? Con Nguyên. Nguyên. Con Nguyên nó bị hôi nát hả? Dạ không, bạn thân em ạ. Mà tự nhiên đang nói chuyện với tôi không nhìn mặt tôi nhìn con Nguyên hôi nát chị. Nguyên ơi, tất cả mọi người đây không biết em hôi nát đâu Nguyên ơi. Sao đặt tên cho nhỏ Nguyên hôi nát kỳ vậy? Mà nó có hôi thiệt không? Không. Tại sao đặt tên là hôi nát? Kêu quen thôi. Nhưng mà tại sao kêu như vậy, thiếu gì chọc, cái gì? Lúc chọc nó cái rồi cái quen miệng. Con nghĩ nó phải có hôi mới chọc. Có bạn tặng mà bạn có sự khác nhau không à? Cái không bao với là cái có bao có ý nghĩa. Áo thì cũng giống nhau mà phải không? Dạ đúng rồi. Mà sao tự nhiên có bao không bao là gì? Quỷ ấy đó, nó đi gói quà đó. Sao bữa nay lên đây giờ kiếm bồ cho em hay kiếm bồ cho ông Nguyên? Nó trợ giúp. Nói chung thì nó trợ giúp. Tự em nói nè. Nó đó. Nữa hả? Nó là người đăng ký cho em lên đó. Rồi tối hôm qua nó mới nói với em đó. Rồi em mới biết rồi giờ em đi đó. Mà em có thích không? Thích chưa? Thích rồi. Nào quay kênh YouTube với chị kéo kênh gì lên với được không? Thề nha. Trời ơi. Móc méo. Ở đây có bao nhiêu người làm chứng nha. Mai đi quay. Trời ơi, tối nay tôi về Sài Gòn rồi mai nó đi quay cho tôi trời. Mai em bay vô Sài Gòn. Trời ơi, mọi người ơi. Thiệt luôn. Rồi, cảm ơn em. Đi à. Xin phản liền luôn hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là cái gì ta? Trời ơi. Điểm mạnh em là em tấu hài. Ủa vậy là nãy giờ em nói thiệt với chị hay em đang tấu hài với chị vậy? Dạ không, em đang rất là rung, em nói chuyện bình thường ạ. Chị thấy bình thường là em đã hài rồi đó. Mà chị chưa biết em tấu hài nó hài cỡ nào luôn. Vậy điểm yếu của em là gì? Điểm yếu em à? Sợ đám đông. Hả? Đây đông quá à? Dạ. Nãy giờ sợ lắm. Sao kỳ vậy? Sao mà mình tấu hề mình trước công chúng được? Em chưa bao giờ tấu hề trước công chúng luôn á. Nó chỉ tấu hề trước cái máy quay thôi. Dạ. Nhưng bây giờ sau này em địch cái gì mình họ hỏi gì ai dưới đó vậy? Nguyên hôi nát. Cái gì hôi nát? Nguyên. Con Nguyên nó bị hôi nách hả? Dạ không, bạn thân em ạ. Mà tự nhiên đang nói chuyện với tôi không nhìn mặt tôi nhìn con Nguyên hôi nách chị. Nguyên ơi, tất cả mọi người đây không biết em hôi nách đâu Nguyên ơi. Sao đặt tên cho nhỏ Nguyên hôi nách kỳ vậy? Mà nó có hôi thiệt không? Không. Tại sao đặt tên là hôi nách? Kêu quen thôi. Nhưng mà tại sao kêu như vậy, thiếu gì chọc, cái gì? Lúc chọc nó cái rồi cái quen miệng. Con nghĩ nó phải có hôi mới chọc. Hai bạn nữ bên đây tái mặt hết trơn. Ủa vậy, cái gì kỳ vậy? Bây giờ tập trung vô nhìn tôi nè. Không có nhìn dưới nữa. Em nhìn được mặt chị là em sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi. Em sẽ không còn sợ bất kỳ một đám đông nào nữa hết. Dạ. Mục đích hôm nay đến đây làm gì? Em kiếm người yêu. Rồi ngồi yên đó. Mà từ em nói nè. Nó đó. Nữa hả? Nó là người đăng ký cho em lên đó. Rồi tối hôm qua nó mới nói với em đó. Rồi em mới biết rồi giờ em đi đó. Mà em có thích không? Thích chưa? Thích rồi. Được, cảm ơn Nguyên nha Nguyên. Được rồi. Tới bên đây nè, cô gái xinh đẹp của ghế màu đỏ của tôi. Em đầu tiên lời chào đến cô Cát Tường, chú Minh Đạt. Cùng toàn thể già dữ vậy cưng. Cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi ở trường quay ngày hôm nay. Mình có thể kêu anh chị được không cưng? Dạ anh chị. Em tên là Ngọc Trâm, năm nay em 19 tuổi. Hiện tại em đang làm công việc mẫu ảnh và livestream. Em biết anh Trường không? Dạ cũng biết ạ. Chà, vậy là biết anh Trường luôn rồi. Vậy là lộ đề. Tại anh Trường anh nổi tiếng quá. Không em ơi, nhưng mà anh Trường ở trong cái YouTube nó khác. Anh Trường ngoài đời nó khác nhiều dữ lắm. Trường ngoài đời thì sao chị? Không có giống một chút nào đâu. Kỳ lắm, lạ lắm. Vẫn Trường vui tính như thế mà. Vẫn vui tính như thế. Nhưng mà nhiều khi tướng tá nó khác. Cười khoái khoái. Tình Trường của Trường. Mít thì nó bị chị à? Hả? Lờ. Rồi. 2, 3, rồi, chơi. Chị mới hỏi gì à? Tình Trường của Trường. Tình Trường là sao chị? Là trải qua mấy mối tình rồi. Nếu mà bữa nay có người yêu nữa là mối tình thứ 3 đó. Vậy là chưa có người yêu là bữa nay mới mối tình thứ 2. Kể 2 mối tình nghe chơi. Mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên. Chị đó. Chị đó hả? Trời ơi, cũng mặn quá. Rồi có mất trình không? Có chưa. Trời ơi. Toát mồ hôi rồi mấy bạn ơi. Hỏi cho vui ai ngờ chúng thì. Em bị dụ mà. Ai dụ? Làm gì dụ? Chị đó dụ. Dụ sao nè? Em trẻ chi chiết luôn nè. Chi tiết luôn rồi. Chi tiết luôn. Bữa đó em đi sinh nhật bạn em. Rào chị đó thấy lạ lắm. Cách nhà em 15 cây số á. Cái em nhậu xỉn quá. Xong cái em ngủ quên hồi nào không biết. Xong á tự nhiên sáng ngày hôm sau ngủ dậy thấy ở trong nhà chị đó. Mà quần áo mắc hết rồi. Đó xong hỏi chị. Ủa đó. Em không biết gì trơn trời. Không biết gì hết á. Xong chị đó kêu là quần áo của em chị cởi ra chị đem đi giặt thôi. Người ta giặt giùm thôi mà người ta tốt. Nhiều khi em xỉn rồi em ói mửa dơ quần dơ áo. Nhưng mà bà cởi xong bà ngủ với em luôn mà. Mà bà có thừa nhận rồi mà. Sau đó là hai đứa yêu nhau. Yêu nhau được 1 tháng. Sao nhắn ngắn. Rồi cái chuyện đó có xảy ra lần thứ 2 nữa không à? Nhiều chưa. Trời ơi. Đưa em vào đời mà dễ gì một lần. Ủa mà sao chia tay uổng vậy? Chị đó chơi em qua đường á mà. Vậy là chị đó chia tay em. Dạ. Lý do? Chị đó kêu là không hợp. Không hợp cái gì? Không hợp thao. Em phải biết không hợp cái gì chứ. Hồi đó chị có bị người yêu chia tay không? Có. Người yêu chị cũng nói là hai đứa mình không hợp đúng không? Không. Chứ nói sao? Em hung dữ quá. Đó thì cũng là do không hợp đó. Chứ nếu mà chị hiền là nó hợp. Có khóc không? Không. Nhớ miết tới giờ luôn á.
nhớ cái vụ đó đó đúng ý không? Là nhớ cái chị đó đó. Nhớ cái chị đó hay nhớ cái vụ đó? Nhớ cái chị đó đó chứ chị chứ cái đó thì có nhớ gì đâu, biết gì đâu nhớ. À, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là một bạn làm YouTube chung với em. Là mới đây. Mới đây, bạn đó ở Phú Yên. Ở Phú Yên? Ở em ở đâu? Em ở đây. Rồi làm sao quen? Bạn đó vô làm chung xong rồi ở chung với nhau trong nhà, quay clip riết rồi quen yêu nhau luôn. Vậy là cũng có vụ đó luôn. Có chứ. Trời ơi. Quen được bao lâu? Gần 2 năm. Lần này thì ai dụ ai? Em dụ chứ. Em dụ người ta như thế nào? Kể ra thì nó lưu manh lắm á. Lưu manh hả? Gò ghê vậy. Đàn ông mình mà lần đầu dụ người yêu đi đâu đó thì cũng lưu manh hết đúng không mọi người? Mình kể chút xíu cái lưu manh nhẹ nhẹ, xương xương cái coi. Không kể đâu. Em với bạn đó là yêu nhau là có công khai trên mạng rồi, được khán giả ủng hộ rất là nhiều. Mình nên trân trọng, mình nên trân trọng phụ nữ. Nhưng mà tại sao Ngọc Trâm, cô gái ghế đỏ nè, chuyện tình của cổ nè. Em cũng trải qua hai mối tình, sâu đậm nhất của em là mối tình thứ hai. Mối tình đầu là mối tình thơ hồi còn nhỏ xíu đúng không? Thời đi học ạ. Kéo dài bao nhiêu lâu? Tầm 1 tháng ạ. Cầm 1 tháng. Dạ, lúc đấy thì yêu xa, em vào Sài Gòn em học ấy, cho nên cũng không có đi tới đâu. Mối tình sâu đậm thứ hai nè. Tụi em cũng yêu xa luôn. Đâu mà xa? Em đâu? Ở Đà Nẵng, còn bà ấy ở Quảng Nam à. Xa quá đi á trời. Xa thế là xa rồi. Xa, xa. Quen được bao lâu? Dạ quen 7 tháng hả? Chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 9 tháng. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Dạ ấm áp, vui tính, biết chia sẻ ạ. Về ngoại hình á? Có một bờ vai vững chãi ạ. Bờ vai vững chãi? Bên đó có ai có bờ vai vững chãi không ạ? Biết thấy hai đứa nó đang xoay vai đó. Nó bị trật khớp vai hết trơn. Trường! Giữ vô! Bạn một hoa. Có lộn gì không? Là không. Giống nhau hả? Dạ. Giống nhau. Này của chị nè. Ủa vậy? Của chị cũng có luôn hả? Này của chị dạ. Trời ơi! Của tôi đâu? Còn của tôi đâu? Tôi không chịu. Khui. Cũng vậy à, cũng là cái áo. Ủa hai bạn đi mua chung. Ủa hai đứa rủ nhau đi mua quà chung hay gì mà hai bạn nam đi mua áo không vậy? Hai cái áo giống nhau hay khác nhau à? Khác nhau. Ở ra coi cho tôi. Cái là cái áo thun. Ủa sao nó có cái bao ta? Ủa bạn tặng mà bạn có sự khác nhau không à? Cái không bao với là cái có bao có ý nghĩa. Áo thì cũng giống nhau mà phải không? Dạ đúng rồi. Nó sao tự nhiên bao. Có bao không bao là gì? Quỷ vậy đó, nó đi gói quà đó. Sao bữa nay lên đây giờ kiếm bồ cho em hay kiếm bồ cho Nguyên? Nó trợ giúp. Nói chung thì nó trợ giúp. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra của các bạn là gì? Trường là hồi nãy lúc mở ra là em đang bịt mắt mà. Có lúc mà tháo bịt mắt ra đó khi lúc tháo bịt mắt ra thì hơi ngại. Tại sao ngại? Mấy bạn này đẹp quá đi. Có gì đặc biệt trong người? Có xuyến sao? Có hồi hộp hay là có gì không? Hay là bình thường? Em thấy bình thường. Vậy sao la đẹp quá đi? Thì đẹp tháo. Đẹp đó. Đẹp nhưng vẫn bình thường. Cảm xúc của em thì bình thường, nhưng mà hai bạn này đẹp là đẹp quá đó. Quá thì mình cũng phải có chút chảy nước miếng chứ sao bình thường. Nắm hai tay đi em ơi. Nắm hai tay nhìn nhau. Không nhìn con Nguyên ở dưới. Nói gì hả? Tùy nói em. Có gì tụi em nói thôi. Tùy em. Nam là phải chủ động. Thích không? Sắp xếp một hả? Thích không? Thích gì? Nắm tay về thích không? Bình thường. Bình thường à? Nào. Bên kia bên mỗi người nắm tay hai người. Bên đây nữa. Để đo cảm xúc. Ồ, có vẻ kênh nhau quá ha. Không thích. Tôi chưa hỏi. Ngại đúng không? Không. Cơm chưa? Anh rồi. Hết thời gian. Và chúng ta nhìn thấy hiện tại là không có một cái đèn nào sáng cả. Tại sao qua thả thính rồi anh yêu em mà tại sao không bấm nút? Em thấy không chưa phù hợp lắm. Chưa phù hợp lắm là sao thả thính dữ vậy? Em có thật sự nghiêm túc không? Ý em thật sự nghiêm túc mà, nhưng mà em lúc mà em nhắm mắt lại thì sự quyết định này là phải nghiêm túc. Thời điểm mà em chưa thể diễn với bạn ấy, nên em không bấm. Em muốn điều dẫn tình cảm của bạn ấy. Thế còn Trường, cảm xúc của em trong cái lúc nhắm mắt lại hồi nãy thì... sao? Em cảm giác qua cách nói chuyện thì em thấy hai bạn nữ này cần người đàn ông nó sẽ trưởng thành hơn, nghiêm túc, kiểu thành đạt ấy. Còn em cũng thì thành đạt mà. No. Tính em rất là trẻ con. Còn em lựa gái? Chọn thông minh. Sao em không có lựa chọn gì trong ngày hôm nay? Thực sự là em chưa hiểu hai bạn nam này cho lắm ạ. Còn em nãy giờ chị thấy chị nghĩ đáng lẽ em cũng phải bấm chứ sao em cũng không chọn ai cả. Hôm nay chị thấy có rất nhiều cung bậc cảm xúc đến với em mà chị nghĩ là em sẽ có sự lựa chọn của mình sao cũng chưa được. Em nghĩ trong tình yêu vui thôi là chưa đủ ạ. Cảm ơn các bạn.